tiếp theo giới thiệu một cái mẫu web thứ hai là như đây, mẫu web thứ hai. Thì tại sao ở trên đây, tại sao á, tại sao người ta lại tính lên trên bay, người ta lại sắp xếp là cái màu của nó lại liên tục thay đổi với nhau, thấy không? Nè, đầu tiên đây màu đậm, xuống đây cái là màu nhạt liền, lại xuống đây lại là màu đậm, xuống đây lại là một cái màu nhạt, xuống đây là màu đậm, xuống nó lại thay đổi liên tục. Tại khi người ta coi cái bay là nó liên tục từ trên xuống, ta coi bằng cái con chuột ăn hoặc là cái đường liên kết trên này, thì con mắt người ta khi người ta nhìn chăm chú vào một màu á cảm thấy mỏi mắt, cho nên mình sẽ thay đổi cho người ta coi một khoảng thời gian. Nhiều khi ta đọc cái bay này tại đây thì là đang đọc cuốn này, ta đọc thời gian khoảng bao lâu, khoảng nhiều khoảng trong vòng 30 giây hay là 10 giây đi, đọc xong ta lướt xuống đây thì sẽ đổi liền qua cái màu khác để cho cái mắt người ta nó dịu lại, đọc không có chán, đúng không? Đa số những cái landing page làm là cái kiểu là thường đi theo từng mà mọi thứ xuống, đúng không? Đa số đó. Nói cho nên là tiếp theo mình bay bên đây thì mình cũng làm giống vậy ha. Rồi edit bay thì vậy luôn. Nếu như mình để ý thì cái đây mày cái của mình nó cũng có nút copy này, đúng không? Nè, thấy không? Thể copy cái này ra, copy cái này ra, copy nguyên cái này ra. Thêm một cái nữa để mình sửa edit lại. Còn làm vụ đây mình thấy cái này nguyên không này cũng copy lại, edit copy lại cái nữa. Thì ra thêm cái nè. Giờ mình thay tấm hình này ở đây thôi. Xóa tấm hình này đây. Thêm tấm hình vô. Xong rồi tiếp theo cái hình nền đúng không, edit cái round này, chọn là trích round ha, trích round ở dưới đây mình cho edit cái design này, có cái màu trích round cái màu chọn là màu đỏ đây ha. Chữ đỏ nữa thì nó ra màu khác, mà đỏ đổi lại chữ này lại màu trắng nha. Đó, chữ lại màu trắng, edit lại này, bay đây nè, edit này lại, đổi lại thôi đây. Đổi lại màu trắng. Lại. Nó chưa em. À, nó sửa lộn chỗ rồi. Sorry, mình sửa lộn chỗ. Sửa lộn chỗ thì mình sửa lại thôi. Như thấy sửa mà nó không em. Không. Copy ra mình thấy nó giống nhau quá nên làm nhau. Rồi.
tương tự vậy sẽ làm tiếp cái dưới ở dưới tiếp về dài dưới xuống dưới đây này, cái thì nó cứ xen kẽ nhau theo từng màu vậy đó. Đó tới đây rồi xong mà tới cái video này mình sẽ làm cái mấy này đó, video đó nè, rồi kết thúc cái video tạo cái background.